tiếp tục qua việc anh chị ạ. À, một căn nhà trệt lầu 100m2 anh chị ơi, thành phố Thuận An, à, phường Hưng Định, thành phố Thuận An, sân ô tô, đường ô tô luôn, sân ô tô, đường ô tô, à, đường bê tông, đường 6m anh chị. À, hướng này quý chị, hướng này mình ra đường Chòm Sao, à, ra đường Hưng Định 21, Hưng Định 22. À, những vị trí em vừa nêu tên nó rất là gần anh chị. Còn nếu mà mình ra quốc lộ 13, ra đại lộ Bình Dương, khu công nghiệp V-Ship 1, trung tâm thương mại Aeon là chỉ tầm 1km anh chị nha. Nhà bám trên trục đường quốc lộ 13 và đại lộ Bình Dương. Đây là một căn nhà vị trí rất là ok tại phường Hưng Định, thành phố Thuận An. À, một vị trí mà rất là thuận tiện cho anh chị nào mà mình công tác làm việc ở tại khu công nghiệp V-Ship 1 ha. Hoặc có thể đi về thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện, chạy thẳng một đường quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương. À, căn này thì nó tới 5x20, 100m anh chị, sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái luôn, mua bán chuyển nhượng sang tên ngay được luôn. Đó, em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản đang ghi hình để anh chị tham khảo. Nhà có sân ô tô, có phòng ngủ dưới. Đấy, rất là đẹp anh chị. Nhà này xây mới 100% anh chị nhá. Đây khu vực cổng nhà mình này, sử dụng ở phía ngoài đây là cổng sắt, cửa bốn cánh ha. Sân ô tô. Đây, sân ô tô nhà mình đây. Nhà mình ngang năm lên rất là đẹp rồi, một căn nhà phố mà ngang năm là đẹp tuyệt vời. 5x20 anh chị nhá, 100m nhá. Đó. Sân này cũng rất là rộng quý anh chị nhá, để ô tô thoải mái luôn ha. Đấy. À, anh chị ơi, đây là một căn nhà mà gần với trục đường quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương của thành phố Thuận An. À, vị trí ra đại lộ Bình Dương chỉ 1km thôi. À, ra chợ, ra trường học ở trong bán kính 1km đầy đủ, không thiếu gì đâu anh chị ạ. Đấy, nhà mình rất là đẹp nha. Còn nếu mà ra đường Chòm Sao, chỗ này ra đường Chòm Sao thì tầm khoảng 300m, ra đường Chòm Sao 300m. À, gần với trục đường Hưng Định 21-22, à, gần nhất là đường trục đường Hưng Định 21 và 22 là chỉ tầm 50m anh chị nha. Đó, đây là một căn nhà rất là ok. Ngoài ra mình có thể ra ngã tư Đất Thánh cũng rất là gần. À, căn này gần ngã tư Đất Thánh anh chị nhé. Đấy, gần khu công nghiệp V-Ship 1 này, à, trung tâm thương mại Aeon này. Đó, rất là gần luôn. Rất là đẹp đó, vị trí đẹp đó anh chị. Nhà phường Hưng Định. Phường Hưng Định này là nó bám dọc trục đường đại lộ Bình Dương, quốc lộ 13. Đó, rất là thuận để mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ chạy thẳng một đường thôi là vào tới thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đó, nhà thì tại thành phố Thuận An. Rất là mát mẻ, khu vực này rất là mát mẻ, yên tĩnh. À, anh chị nào mà đang cần tìm nhà bên phường Hưng Định, à, hoặc là tìm nhà gần khu công nghiệp V-Ship 1, à, gần với các trục đường quốc lộ 13, đại lộ Bình Dương, anh chị tham khảo căn nhà này nha. Đấy. Nhà xây mới, bên này tủ kệ tivi này anh chị, cầu thang nhà mình này. Đó. Cầu thang ở dưới đang để trống này, chỗ này về mình đóng mấy cái tủ kệ ha, mình để các cái vật dụng cần thiết vào đó ha, cũng rất là đẹp. Nhà thiết kế như này rất là thoáng anh chị nha, không gian mở, căn này thiết kế theo hơi hướng không gian mở. À, nhà mình 100m, em xin nhắc lại, có khu vực bếp đây, à, đó, bếp này quý chị. Rồi phía sau là có phòng ngủ dưới, à, để bật cái đèn khu vực bếp rồi, chưa bật hết. Đó, bật đèn lên nó mới đẹp được anh chị ha. Đó, có một cái, à, ở giữa bếp có bốn cái đèn thả ha. Đó, em bật hết đèn lên rồi đó, rất là sáng nha. Hồi nãy là chưa bật hết lên. Đây có cái phòng ngủ dưới này, nhà mình có phòng ngủ dưới. Anh chị nào đang cần tìm phòng ngủ dưới đây, ha. Căn này là có phòng ngủ dưới, tổng 3 phòng ngủ. Có một phòng ngủ dưới, nhà 5x20 nên là thiết kế rất là rộng rãi, thoải mái. Ở đây có lắp máy lạnh luôn rồi. Đó, có một cái máy lạnh luôn rồi quý anh chị nha. Đấy. Căn này rất là mát. Ở phía sau này là khu vực sân sau, giặt phơi đồ hoặc có thể là nhà vệ sinh ở phía sau này. Đây, chỗ này giặt và phơi đồ này anh chị. Ha. Đó, rất là ok này. Đây, nhà vệ sinh của mình đây. Mở cửa này ra. Nhà vệ sinh này cũng tương đối là rộng. Ha. Đó, lavabo, bồn cầu, gương soi đầy đủ. Có một cây sen thuyền để mình tắm ha, gạch ốp tới trần. Đó. Rất là ok luôn anh chị. Rồi để bây giờ em sẽ lên lầu cho anh chị mình xem. Nhà tại phường Hưng Định anh chị ơi, thành phố Thuận An. À, bên em nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất tại khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Nhận mua bán, nhận ký gửi luôn. Đó. Nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Anh chị nào có nhu cầu tìm nhà, tìm đất như thế nào, mình cứ liên hệ ngay cho em Hải ha. Đó, trực tiếp ở trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Anh chị có thể để lại các cái bình luận ha. Đó. À, góp ý, gợi ý hay là các cái câu hỏi như thế nào, anh chị cứ để lại bình luận trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Em sẽ hỗ trợ, em sẽ tư vấn cho toàn thể quý anh chị mình. Lầu 1 nhà mình sẽ có 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 1 khu vực trống. Phòng thờ có phòng thờ riêng anh chị nha. Còn chỗ này làm phòng thờ cũng được luôn này. Nếu mình thích thì mình làm phòng thờ chỗ này. Trên đây có 2 phòng ngủ. Đây, em quay luôn cho anh chị mình xem. Đây, phòng ngủ số 2 này. Nói chung phòng ngủ nhà này là rộng á, em thấy là tương đối rộng. Và phòng ngủ cũng có cửa sổ luôn. Đó, có cửa sổ hết nha.
Trước này là phòng thờ này, phòng thờ là phía trước này. Nhà mình hướng Tây Nam anh chị ạ. Đây ban công, đây phòng thờ. Nhà mình hướng Tây Nam, 5 x 20 hướng Tây Nam quý anh chị nha. Nên anh chị nào mà Tây Tứ Trạch rất là hợp với căn này đấy. Đây là hướng Tây Nam. Đó, rất là đẹp ha. Ban công nhà mình đây. Đó, hàng xóm, quay hàng xóm sơ cho anh chị mình xem. Ở kín hết rồi. Đó. Ở đây mát lắm quý anh chị, phường Hưng Định mát lắm. Phường Hưng Định rất là ok. Đấy, quý anh chị thấy đẹp không? Rất ok nha, rất là đẹp nha. Ở kín hết rồi nha. Rồi mình xem thêm cái phòng ngủ và nhà vệ sinh ở phía sau này đi. Đấy. 5 x 20, 100m, thổ cư 60m, sổ hồng riêng, hỗ trợ ngân hàng thoải mái. Hiện tại bây giờ gia chủ đang chào bán giá chính chủ. Đây có máy lạnh luôn này. À, giá chính chủ 3 tỷ 300 triệu, 100m anh chị nha, 3 tỷ 300 triệu. Giá này còn thương lượng, đó, anh chị ơi, giá còn đàm phán, còn thương lượng. Đấy. Anh chị yêu thích là mình cứ vào việc thôi, cứ đàm phán thôi, ha. Gọi ngay cho em Hải đi, ha. Đấy, gọi ngay đi anh chị ơi. Mình đàm phán, mình thương thảo lại ha. Đây nhà vệ sinh này, lầu 1. Rồi, xin chào toàn thể quý anh chị. Hẹn gặp lại anh chị trong các video mới ạ. Em xin chào.